hình thái sinh lý của cậu nhỏ bình thường như thế nào? Dương vật bình thường nó sẽ là không bị cong, tức là nó thẳng. Nhưng thẳng ở đây mình hình dung nó không phải nghĩa là thẳng như một cái thước kẻ thẳng tắp, mà nó thẳng theo kiểu là nó không bị cong nhiều quá. Đa phần cái chiều dương vật nó sẽ có cong một chút, nhưng mà cong là gọi là cong sinh lý thôi. Tức là cong không đến mức mà ảnh hưởng đến cái sinh hoạt tình dục cũng như liên quan đến khả năng sinh sản của nam giới. Và thông thường ấy thì rất nhiều các bạn trẻ trong độ tuổi tuổi quan hệ tình dục sinh sản người ta quan tâm, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái đời sống tình dục cũng như là cái việc sinh sản của nam giới. Cậu nhỏ cong quá có ảnh hưởng tới chuyện ấy. Chúng ta biết rằng nếu mà cái độ cong của dương vật mà nó lớn hơn 30 độ, thường là 30 hoặc là 40, 45, khi mà cao cong trên 45 độ thì theo những cái nghiên cứu, những thống kê người ta thấy rằng nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc tình dục. Còn từ 30 đến 45 độ thì tùy theo từng cặp mà có thể ảnh hưởng đến tình dục hoặc không. Nhưng cong dưới 30 độ thì thường là cong sinh lý và ít khi phải can thiệp tình dục. Đấy, thì tùy theo cái mức độ cong và cũng như cái chiều cong của dương vật, có thể dương vật cong lên trên, cong xuống dưới, hoặc là sang phải hoặc sang trái. Đôi khi là cái dương vật nó bị xoắn vặn đi, gọi là xoay trục. Đấy, thì rất là vừa cong vừa xoay trục vừa xoắn vặn. Thế thì có một cái dương vật mà chúng ta hình dung nó rất là kỳ quái một chút. Đấy, nhưng mà chúng ta biết rằng cái điểm G cũng như những cái điểm chạm mà cái dương vật cong có thể nó tạo, nó tăng cái ma sát, thì một số trường hợp thì cái cong đó cũng giúp cho cái việc mà tăng cái hưng phấn tình dục lên. Tuy nhiên cái độ cong cao quá, nhiều quá thì thường nó lại ảnh hưởng đến bản thân những người nam giới hoặc là đối tác của họ. Có thể quan hệ nó rất khó khăn để đưa cái dương vật vào trong âm đạo. Hoặc là có những cái bạn mà sẽ khi quan hệ thì gây cho đối tác của mình rất là đau, rất là khó chịu. Hoặc là có những bạn mà cái dương vật nó cong nhiều xuống phía dưới, thì khi mỗi lần quan hệ cái tư thế truyền thống ấy, nó sẽ cày xuống cái phần phần sau về cái phần hậu môn trực tràng, nó sẽ gây ra cái tình trạng mót đi đại tiện rất là nhiều. Và mỗi lần quan hệ tình dục thì đối tác của họ rất là khó chịu, khi đang quan hệ tình dục đang hưng phấn thế này thì nó lại rất là buồn đi đại tiện, và có khi lại phải vùng dậy và chạy ra ngoài một cái thì lại phải dừng cái cuộc yêu lại, hoặc là phải đổi sang tư thế khác. Rồi thì có những anh mà đến khám thì vì cái lý do cũng rất là kỳ quái, mỗi lần quan hệ tình dục thì cái cô bạn tình rất là khó chịu, rất là buồn đi tiểu, thậm chí có lúc vãi tè ra được ấy, vì cái dương vật nó cong lên trên, nó cứ kích vào cái bàng quang niệu đạo nên là gây cái bạn tình, cái cô gái rất là khó chịu. Đấy thì những cái lý do mà người ta hay khám thông thường nhất là như vậy. Còn một cái nữa là các bạn trẻ bây giờ kể cả đã quan hệ tình dục rồi hay là chưa quan hệ tình dục thì các bạn ấy cũng rất là quan tâm đến cái hình hài của cậu nhỏ. Nên có những bạn đến đây vì cái dương vật nó cong nhiều quá, nó khác thường với lại những cái mà người ta thấy trên hình, trên phim ảnh cũng như trên sách vở, sách báo, nó cong như quả chuối rất là cong này. Đấy, thì các bạn đến khám. Làm thế nào để biết cậu nhỏ cong không phải do sinh lý? Như vừa bác sĩ có chia sẻ thì đương nhiên là cái dương vật thường nó không thẳng tắp mà nó sẽ cong sinh lý. Đấy thì cái mà các bạn hay đi khám nhất là khi mà các bạn ấy khó chịu, các bạn đau khi quan hệ tình dục, hoặc là gây những cái cảm giác khó chịu cho đối tác của mình, thì đấy là thường những cái dương vật đấy là những cái dương vật mà nó cong, cái độ cong nhiều khiến người ta đi khám. Hoặc là đôi khi thấy nam giới có thể tự tự kiểm tra cái dương vật của mình, nếu mà thấy rằng cái độ cong theo cái trục dọc của dương vật ấy mà nó bị chếch lên nhiều trên 30 độ thì có thể tự đi khám để có thể tự chuẩn đoán được cái dương vật của mình ấy. Thì và khi đó thì đến bác sĩ và người ta sẽ hướng dẫn cho chụp ảnh nhiều tư thế khác nhau, tư thế 3, 4 chiều ấy, để xem là cái dương vật ấy cong mức độ nhiều hay ít, rồi có bị lệch trục, bị xoáy trục hay không. Rồi thì phải khám rất là kỹ để xem là cái dương vật cong như vậy thì nó kèm theo có bệnh về nỗ đái thấp hay không, nỗ tiểu thấp hay nỗ tiểu lệch cao, hay bất thường dị dạng về cái đường tiết niệu sinh dục hay không. Và cong thì thường ấy là chỉ chẩn đoán khi được khi mà cái dương vật nó ở trạng thái cương cứng. Dương vật cong ảnh hưởng ra sao tới sức khỏe sinh sản? Đương nhiên rồi, khi mà cong như vậy thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái đời sống tình dục cũng như sinh sản. Chúng ta tại vì năm học hiếm muộn Hà Nội thì gặp rất nhiều lý do, nhưng những cái lý do hay gặp nhất là người ta đi khám là vì không thể có con. Không thể có con là gì? Không thể có con là vì cái dương vật nó cong quá, không thể quan hệ được.
không thể đưa vào bên trong được, vì nó cứ gấp khúc cái này này, có khi chỉ quanh quẩn ở bên ngoài một tí rồi lại xuất tinh, không đưa được vào bên trong. Rồi cũng lý do thứ hai người ta hay đi khám nữa là đau, đối tác đau khi quan hệ tình dục, rồi buồn tiểu, rồi thì buồn đi đại tiện, rồi thì gây ra tình trạng khó chịu. Đương nhiên những cái chuyện đấy nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái đời sống tình dục, là bản thân những người nam giới như vậy thì rất là hoang mang, rất là không biết là cái đấy là cái tình trạng như nào, rồi rất là sợ. Rồi khi đó đi tìm hiểu, đi đọc thông tin thì mới biết là dương vật bị cong, và mới tìm đến các bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn, được hỗ trợ. Điều trị dương vật cong như thế nào? Cong dương vật thì người ta chia ra hai cái loại, mà một là cong dương vật bẩm sinh, hai là cong dương vật bệnh lý. Thường những bạn trẻ thì đa phần là do cong dương vật bẩm sinh, do cái sự phát triển mất cân đối giữa cái vật giữa hai cái vật hang đấy, thì người ta không thể dùng thuốc được mà bắt buộc phải can thiệp bằng phẫu thuật. Chúng ta có nhiều cái biện pháp để phẫu thuật để tạo hình lại cái dương vật, để đưa cái dương vật đấy từ cái trạng thái cong, từ cái trạng thái vẹo, từ cái trạng thái bất thường về một cái trạng thái mà nó thẳng hơn, nó sinh lý hơn để quan hệ tình dục một cách bình thường.